Miyu trở lại đóng phim sau thời gian các kiếm không tham gia đóng phim để tập trung cho việc học tập, kinh doanh và đời sống tình cảm cá nhân. Miyu sắp tái xuất với vai diễn trong phim điện ảnh 4 năm hai chàng một tình yêu. Nữ diễn viên sinh năm 1989 đã dự buổi ra mắt, gặp gỡ báo chí cùng các đồng nghiệp Hachilu, Anh Tú, Ngọc Trai, Hải Triều, Lê Thanh Tâm cùng nữ đạo diễn trẻ Lúc Vân vào chiều ngày 8 tháng 6. 4 năm hai chàng một tình yêu là bộ phim ngôn tình lãng mạn nhắm vào lứa trẻ tuổi teen như những bộ phim thần tượng Hàn Quốc. Quay trở lại với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng kể từ khi dự án Mùa Hè Lạnh, Miu bày tỏ sự mong đợi đến ngày bấm máy để thể hiện được sự trưởng thành của mình trong diễn xuất. Miu cho biết những vai diễn trước của Miu đều khá nhí nhảnh, dễ thương. Vai Quỳnh lần này hơi khác một chút vì phải diễn đến hai sắc thái khác nhau, một trưởng thành mạnh mẽ của hiện tại và một cá tính hồn nhiên của quá khứ. Nên đây sẽ là một vai diễn rất thú vị mà Miu mong chờ sự phản hồi của khán giả. Được biết dự án lần đầu chạm ngõ điện ảnh của nữ đạo diễn trẻ Lúc Vân được phóng viên đặt câu hỏi về số tiền đầu tiên cũng như khả năng thu lợi nhuận của bộ phim Ngôi Nhà Sản xuất Ngộ Entertainment và công ty Sen Việt chia sẻ số tiền bây giờ đầu tư lên đến con số 6 đến 7 tỷ đồng ngay khi phim còn chưa bấm máy. Còn vấn đề doanh thu thì đúng là với thể loại này, dàn diễn viên này thì khó thu hút khán giả. Tuy nhiên, làm nghệ thuật thì cũng phải đầu tư một cách khoa học, nên chúng tôi đã có những chiến lược riêng trong thời gian tới. Bộ phim sẽ khai máy vào ngày 18 tháng 6 và dự kiến ra mắt vào ngày 4 tháng 11.